Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tờ báo Thanh Niên. Ngay từ những số đầu, báo Thanh Niên đã trở thành kim chỉ nam cho những thanh niên Việt Nam yêu nước, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự ra đời của các nhóm cộng sản vào cuối năm 1929 và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã đến chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí Hưng Yên trong việc truyền tải các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bám sát sự chỉ đạo định hướng của tỉnh, tuyên truyền sâu rộng, có chất lượng, hình thức phong phú, đa dạng về những sự kiện quan trọng, thông tin những kết quả phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí cần tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, các ấn phẩm theo hướng hiện đại, thẩm mỹ, bảo đảm tính thời sự, sắc bén, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc với phương châm trung thực, khách quan, kịp thời, chính xác. Nhân dịp này, Hội Nhà báo Hưng Yên tổ chức lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ tư năm 2021-2022. Có 87 tác phẩm tham dự giải với 4 thể loại báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. 28 tác phẩm đoạt giải gồm 4 giải A, 4 giải B, 8 giải C, 12 giải khuyến khích. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm tham gia giải lần này phong phú về đề tài, có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, phản ánh các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, mở rộng thu hút đầu tư, các khu cụm công nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường phòng chống dịch COVID-19, xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp và công trình thủy lợi. Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh ra mắt điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại thôn Quang Xá, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử. 20 tình nguyện viên được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tập huấn kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu ban đầu, trợ giúp nạn nhân kịp thời, hiệu quả khi tai nạn xảy ra. Qua đó, hỗ trợ ban đầu trong cứu sống nạn nhân, giúp phòng tránh các tổn thương, chấn thương thứ phát và giảm các chi phí điều trị cho người bị nạn. Điểm sơ cấp cứu được trang bị tủ thuốc, túi sơ cấp cứu và các công cụ hỗ trợ luôn sẵn sàng khi có tình huống tai nạn giao thông xảy ra. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 11 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ em không biết bơi. Khi các em tắm, tập bơi không có sự giám sát của người lớn, gia đình chưa quản lý chặt chẽ. Mặt khác, nhiều ao hồ, sông nước sâu nhưng không có biển báo nguy hiểm. Vào đầu mùa hè, Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các ban ngành, địa phương bố trí ngân sách và huy động xã hội hóa để xây dựng, cải tạo ao bơi, bể bơi cho trẻ em đến học bơi để phòng chống đuối nước. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá 224 vụ án, khởi tố 241 bị can, thu giữ hơn 3.100 gram ma túy tổng hợp. Toàn tỉnh có 1.178 người nghiện, trong đó gần 800 người nghiện ngoài xã hội. Những số liệu này cho thấy tình hình tội phạm ma túy có nhiều diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng trẻ hóa, trở thành nỗi bất an lớn cho cộng đồng. Từ thông tin của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, mới đây, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Lâm và Ủy ban Nhân dân xã Trưng Chắc bắt quả tang cơ sở sản xuất hạt nhựa, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại thôn An Lạc. Theo người dân địa phương, việc xả thải trên diễn ra từ nhiều tháng nay, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh phối hợp với địa phương sở tại nhanh chóng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm. Hiện nay, nông dân các địa phương đang thu hoạch lúa xuân. Sau thu hoạch, rơm rạ không được xử lý đúng cách để làm nguồn phân bón mà đốt ngay tại ruộng, gây khói bụi, ô nhiễm môi trường. Thời điểm này trùng với những ngày cao điểm của nắng nóng khiến cho không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Do đa phần bà con nông dân không có nhu cầu sử dụng rơm rạ làm thức ăn cho gia súc và trong đun nấu hàng ngày, đồng thời thời gian làm đất cho vụ rau cấy kế tiếp ngắn, rơm rạ để lại trên đồng ruộng khó phân hủy được ngay. Để thuận lợi cho việc làm đất tận dụng được những ngày nắng nóng, bà con nông dân tranh thủ đốt rơm rạ sớm để giải phóng đất, lấy cho về sử dụng. Trước thực trạng trên, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe môi trường sống, vận động người dân không đốt rơm rạ mà áp dụng các biện pháp xử lý an toàn hợp vệ sinh. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41 nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong lập hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%.
Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 15 quy định giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp vướng mắc về việc lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Để tháo gỡ các vướng mắc này, Chính phủ sửa đổi trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định. 15 giờ chiều nay, giá xăng tiếp tục tăng với mức gần 33.000 đồng một lít. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 190 đồng một lít, từ 31.110 đồng một lít lên 31.300 đồng một lít. Xăng RON 953 tăng 500 đồng một lít, từ 32.370 đồng một lít lên 32.870 đồng một lít. Dầu diesel tăng 990 đồng một lít, từ 29.020 đồng một lít lên 30.010 đồng một lít. Dầu hỏa là 28.780 đồng một lít, tăng 950 đồng. Dầu ma rút là 20.730 đồng một ký, tăng 380 đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, giá xăng dầu liên tục tăng trong 7 kỳ với mức cao kỷ lục nhất trong 8 năm trở lại đây kể từ tháng 7 năm 2014. Từ giữa tháng 6, hàng loạt doanh nghiệp xi măng thông báo tăng giá bán thêm từ 50 đến 80.000 đồng, có loại tăng 140.000 đồng một tấn. 15 doanh nghiệp tăng giá bán đợt này, trong đó Vsem Hải Vân điều chỉnh thêm 50.000 đồng một tấn với các loại xi măng bao và dời, xi măng Wasem từ 22 tháng 6. Các đơn vị như Norsem, Cẩm Phả, Hạ Long, Quang Sơn đều đặt mức giá từ 70 tới 100.000 đồng một tấn cho đợt điều chỉnh lần này. Riêng Công Thanh miền Trung tăng giá 140.000 đồng một tấn với bao 50kg PC40 dân dụng và bao 50kg PC30. Đây là lần thứ 3 trong năm nhiều doanh nghiệp xi măng đồng loạt tăng giá bán. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng về hành vi tham mô tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự. Theo đó, từ năm 2020-2021, ông Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty Việt Á tham mô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã được thành phố Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch. Cơ quan điều tra xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá trên 4 tỷ đồng. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, kết quả ngày đầu ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn cả nước phát hiện hơn 600 trường hợp vi phạm. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, kết quả ngày đầu ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, cả nước phát hiện hơn 600 trường hợp vi phạm. Thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn là 636 trường hợp, trong đó chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở là 341 trường hợp, vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở đến 0,4mg trên 1 lít khí thở là 97 trường hợp, vượt quá 0,4mg trên lít khí thở là 184 trường hợp, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn 4 trường hợp. Chuyển sang một số tin vắn quốc tế. Nhân ngày tị nạn thế giới 20 tháng 6 vừa qua, Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu và xung đột Nga-Ukraine đã đẩy một số người phải di rời cưỡng bức trên toàn cầu, lần đầu tiên vượt mốc đáng kinh ngạc 100 triệu người. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết 100 triệu người hiện đang phải di tản như một phần của cuộc khủng hoảng tị nạn ảnh hưởng tới mọi lục địa. Hạn hán do biến đổi khí hậu và cuộc xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng đến lượng ngũ cốc có sẵn và giá nhiên liệu, đe dọa an ninh lương thực trên toàn thế giới. Chính phủ Mỹ dự kiến trong tuần này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi và theo kế hoạch, thêm 19 triệu trẻ em trên toàn nước Mỹ trong độ tuổi từ 6 tháng tới 5 tuổi sẽ được tiêm vaccine sau dịp nghỉ lễ 19 tháng 6. Trước đó, CDC Mỹ đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Pfizer và Moderna cho lứa tuổi nhỏ nhất này. Ngư dân Campuchia vừa qua bắt được con cá nước ngọt lớn nhất thế giới từng được ghi nhận trên sông Mekong. Theo đó, khoảng một chục ngư dân đã bắt và đưa con cá đuối nặng 300kg, dài 4m vào bờ. Sau khi được gắn thẻ điện tử để theo dõi, con cá đã được đưa trở lại dòng sông. Con cá đuối gai nói trên phá kỷ lục thiết lập bởi một con cá da trơn khổng lồ nặng 293kg, được đánh bắt ở thượng nguồn miền Bắc Thái Lan vào năm 2005. Một khảo sát mới đây cho thấy, hơn 80% phụ huynh Trung Quốc nhận định thời gian chơi game của con cái họ đã giảm, trong đó 43% cho rằng đã giảm đáng kể. Đây là kết quả ghi nhận sau khi chính phủ Trung Quốc ra quy định yêu cầu các công ty trò chơi trực tuyến chỉ có thể cung cấp dịch vụ cho trẻ vị thành niên trong 1 giờ đồng hồ vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.